mắt con hờ hững, biết bao lần con lạnh lùng thờ. Trên hè phố người ăn xin đói khát, con đã đành lòng mà bước đi qua. Nhưng Chúa ơi, có một lần con nghe Ngài nói, hãy để Thầy rửa chân cho con. Bài học yêu thương hôm nay Thầy dạy, để rồi mai sau các con sẽ hiểu mà rửa chân cho nhau. Chúa đã dạy yêu thế nhân bằng chính chính thân mình, nhưng con lại làm ngơ. Bên hàng xóm người anh em khốn khó, con cũng đành lòng lặng lẽ quay lưng. Vâng Chúa ơi, Chúa là Thầy, là Cha, là Chúa mà đã quy rửa chân cho con. Bài học hôm nay con ghi vào lòng, để rồi ra đi sẽ không ngại ngần mà rửa chân anh. Chân anh.